Rồi, hello anh em nha. Đáng lẽ sáng nay mình lên clip rồi nhưng mà hơi chậm nha anh em. Từ lu bu công việc quán tí giờ mình mới lên được cái clip này nha. Clip này mình có 8 máy nha anh em. 8 máy. Thì thế lệ mua máy bên mình thì mình cũng nói lại cho anh em biết luôn nha. Thì những máy mà dưới 2 triệu thì anh em cặp mình 50 ngàn thôi nha. 50 ngàn cặp Viettel nha anh em. Còn máy trên 2 triệu cho tới 3 4 triệu thì anh em cặp từ 100 tới 200 ngàn nha, tùy theo giá trị máy nha. Thì mình sẽ tùy theo máy, mình có ship, re-ship hoặc là tính phí ship cho anh em thì tùy theo máy nha. Mình có ghi trong tiêu đề, ghi phần mô tả, anh em cứ coi phần mô tả, bấm album, anh em coi video xong bấm cái nút tam giác nhỏ, nó dài, cứ ghi cái video ra là anh em thấy ngay. Đây, mình thí dụ luôn anh em vô cái này. Đây nè anh em, thí dụ như anh em cô chú mà coi kênh của mình á, chỉ cần nhấp vô đây này, là đúng không? Đây, nó dài ra này đó. Thì phần tiêu đề mình có ghi ra hết nha. Rồi, ví dụ bao ship thì mình ghi bao ship, thì không bao ship mình ghi không bao ship, có giấy tờ nha anh em. Cô chú cứ coi kỹ đúng là ok nha. Còn thí dụ như mấy anh em mà nhấp vô thấy cái clip này, thí dụ giờ đi, bây giờ muốn coi trong kênh mình á, chỉ cần nhấp vô chữ di động 1 phút này, nó sẽ ra một video này. Cô chú anh chị anh em mình nhấp vô chữ video đi, thì những clip mới nhất nó sẽ nằm phía trên. Ha. Có nhiều anh em không biết thì mình cũng hướng dẫn sơ thôi, còn những anh em biết rồi thì bỏ qua cho mình nha. Đây thì đó, nhấp clip mới nhất thì 14 giờ mình mở đây này, 23 giờ này, hai ngày này đó, anh em vô đây coi những clip mới nhất của mình này thì nó nằm hết những cái máy mới trong rồi ha. Đó chỉ vậy thôi nha. Thì mình cũng xin chia sẻ một tâm sự nhẹ với anh em một tí luôn, là có nhiều bạn nói là những cái máy mình đang lên xong rồi gọi cho mình liền thì mình nói bán mất rồi. Thì mình cũng xin thưa anh em là máy đấy mình bán thiệt nha, chứ không phải là mình câu va live view gì nha anh em. Thì mình sẽ có clip ngày mai hay ngày mốt đi, mình rảnh mình sẽ có một cái clip quay lại cái cảnh mà ghi âm, tại vì tất cả các cuộc gọi của anh em mà mình đều ghi âm lại hết nha. Mình ghi âm để mình sau này thí dụ nhiều khi mình đi về đường anh em đọc địa chỉ họ tên nhiều khi mình đâu có ghi được, thì mình ghi âm trong máy về nhà mình lại ghi lại. Nên là tất cả các cuộc gọi của anh em, cô chú anh chị đã mua máy bên mình thì mình đều có ghi âm hết, và mình sẽ làm một clip để có nghĩa là nói cho anh biết luôn, quay lên cho anh em biết là những máy đã bán rồi và những cô chú anh chị ở khu vực nào ủng hộ mình thì mình rất cảm ơn. Và để cho anh em, những anh em biết là nói là sao máy mới đăng lên mà bán mất, thì không phải là mình câu like gì đâu mà mình bán thực sự. Có những người mua mình mới đăng lên là người ta mua liền, thì nó thực sự là nhiều khi mình thu giá tốt, anh em mình chia lại cho anh em giá bình thường thôi thì có giá tốt. Còn những cái máy mình nhập về nhiều khi lô nó hơi cao thì mình bán giá cao, và anh em ủng hộ được thì mình cảm ơn, còn không được thì xem cho vui thôi, chứ mình đâu có nói gì đâu. Những anh em nói tướng mình nói giỡn, mượn máy câu view nữa mới ghê chứ. Nên là thôi, để ngày mai mình sẽ có clip đấy lên để mình đọc cái sự buôn bán ha anh em. Rồi những máy mà anh em lỡ lỗi hoặc là có nhắn tin như mình nói là máy hao pin hay là ở gì, nhiều khi mình xử lý nó không hết á, thì anh em cứ gửi ngược về cho mình nha, mình sẽ nghiên cứu đổi máy khác anh em. Và nếu anh em mà không ưng nữa mình hoàn tiền, đưa số tài khoản mình chuyển phát một qua, hoặc là anh em đổi máy tùy ý anh em nha, mình không ép buộc gì hết nha. Buôn bán thì phải có đàng hoàng và có tâm đàng hoàng anh em, chứ không phải là cứ đăng lên là muốn bán cái máy gì bán rồi không có trách nhiệm nha anh em. Rất có trách nhiệm trong công việc, nói chung anh em yên tâm đi, mình buôn bán mình không có vấn đề gì anh em lăn tăn đâu, trục trặc là mình sẽ thu về, tự nhiên mình còn đổi lại được người ta mà anh em, chứ đâu phải máy mới mình không bảo hành cho khách hàng của mình, tự nhiên máy gì mình thu về mình vẫn đổi lại được chỗ mình lấy mà. Và những cái máy là lỗi thì chấp nhận, nhiều khi mình chấp nhận lỗ 1-200 ngàn, 1 triệu, 1-2 triệu bình thường thôi anh em, không có gì đâu. Nên là không có vấn đề gì anh em lăn tăn nha, mua máy cứ yên tâm không có vấn đề gì hết, phải lăn tăn bên mình hết. Thì clip này mình chỉ tâm sự nhẹ vậy thôi, và mình sẽ giới thiệu anh em 8 con máy này nha anh em. Những cô chú anh chị nào mà ủng hộ được mình thì mình rất cảm ơn nha, còn không được thì cứ xem cho vui cũng được, mình tham khảo giá anh em, tự anh em vừa bán máy cũng rất là nhiều, mình tham khảo giá được ok, hoặc là mình cảm thấy bên này ok, hoặc là mình kết bên nào thì mình ủng hộ thôi. Cái đó thì rất là đơn giản, từ nay online thì quá là nhiều rồi, từ nay công nghệ 4.0 rồi anh em, không phải là ngày xưa phải ngồi tới tiệm kiếm một cái máy này nọ rồi. Bữa nay anh em chỉ cần ngồi ở nhà và xem clip, từ máy giới thiệu trên clip thì nó cũng giống tầm như 98-99% rồi anh em, chứ không có khác gì đâu lúc mình mô tả nha. Nên là mua máy rất là đơn giản, alo phát là có máy tại nhà rồi 2-3 ngày. Và những anh em mua máy nhớ để ý cho mình, đây này mình thí dụ này, khu vực Bình Dương này, Bình Dương Bình Phước là mình thường thường ship 2 ngày tới. Nên là bữa nay mình đặt hàng thì trước, tự nhiên mình là mình gửi hàng lúc 2 giờ chiều. Thường thường là 12 giờ, 1 giờ tới 2 giờ chiều là mình sẽ gửi máy đi.
Thì nếu mà bữa nay đặt thì 2 ngày sau chắc chắn anh em ấy sẽ có ở khu vực anh em, nên anh em chú ý để điện thoại giùm mình, để điện thoại nhân viên shipper nó gọi điện một phát là mình bắt máy liền nha. Tại vì nếu mà qua nó lại hồi hàng, nó delay hàng là mình rất là kẹt. Và những anh em ở miền Bắc, cô chú anh chị miền Bắc hoặc là thí dụ Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai này, những cái tin đó thì thường 4 ngày anh em, 4 ngày mới sẽ tới nha. Còn khu vực thí dụ như Vũng Tàu này, Đồng Nai này thì 2 ngày, Sài Gòn là có khi 1 tới 2 ngày là đã nhận. Sài Gòn là rất là nhanh, Sài Gòn tại vì có cái hướng đi của bên chuyển hàng mình đó là nó đi ngược về Sài Gòn, nên là chiều nay mình gửi là có khi là sáng mai đã có hàng ở Sài Gòn rồi, nên là những anh em ở Sài Gòn rất là nhanh, nên anh em yên tâm mình ship toàn quốc, không có lăn tăn vấn đề mà ở Hà Nội hoặc là ở Sơn La nha anh em, chỗ nào cũng được nhưng mà tầm 3 tới 4 ngày. Còn những anh em Sài Gòn 1 tới 2 ngày, Bình Dương 1 tới 2 ngày là nhận hết, không có gì xa hết. Đó thì cái quy trình bên hàng bên mình là như thế nha anh em. Rồi bây giờ mình giới thiệu anh em con Samsung J510 này anh em. Con này thay vỏ này. Bữa trước mình có con mà bán rồi nha. Bữa nay mình bán giá giảm hơn một tí nha. Có một con mới khác. Màn hình riêng thay vỏ. Mình tính anh em giá 1350 nha anh em. 1350 full chức năng, màn hình đẹp keng luôn. Con này có dán cường lực nên màn hình quá đẹp. Vỏ mình thấy cũ quá mình thay luôn. Thì con này 1350 RAM 2 bộ nhớ 16 anh em coi này. Đó, tổng thể máy cực đẹp. Rồi, mình qua nha, cho nó nhanh gọn anh em ơi. Con này con Oppo A37 anh em. Con này Oppo A37 nha anh em, là Neo 9 anh em. Máy này cũng thay vỏ nha. Màn hình thì màn hình zin này, màn hình này không có vấn đề hết nha. Vỏ thì mình thay. Con này màu hồng anh em ơi. Màu hồng, nếu anh em thích màu gold thì mình cứ alo cho mình đi, mình đổi màu gold nha. Có vỏ màu gold luôn, có sẵn ở nhà luôn. Thì vỏ này đôi cái này là nó rất là khít, mình mua vỏ zin về á. Vỏ linh kiện mà loại zin á, thay rất là ok. Nên nó không có lăn tăn cái vỏ rồi. Máy full chức năng, Oppo A37, RAM 2 bộ nhớ 16 anh em. Oppo, cái dòng Oppo thì xài nó cũng lành anh em ơi, chứ không có vấn đề gì đâu nha. Nhiều anh em chê nhưng mà mình thấy được á anh em, không có vấn đề gì phải chê mấy cái dòng này. Nó lâu rồi nhưng mà con này xài rất là lành. Anh em, A37F này, RAM 2 bộ nhớ 16. Mình thử cái camera cho anh em xem ha. Con này mình cũng đã làm rất nhiều clip rồi, nên mình quay lại thôi. Ok nha anh em. Wi-Fi rồi thì nói chung cũng chuẩn. Wi-Fi rất là mạnh. Máy keng nha. Ok. Thì con A37 này giá mình đang để anh em là 1380 nha anh em. 1380, không giảm được nữa anh em ơi. Bao ship cho anh em là được rồi nha. Con này là bao ship cho anh em. Rồi tiếp theo là một con J4 core anh em, J4 core. Máy len keng luôn. Cái nắp sau này mình mới lột keo này anh em. Mình mới lột keo này, không vứt trời nha. J4 core, core anh em gọi lên mạng là biết ngay. Dòng cái J4 core. Đó, màn hình thì dán cường lực không vứt trời, xài rất kỹ. Nhưng mà xui cái là bị mật khẩu. Xíu nữa mình mở mật khẩu liền. Xíu nữa mình reset mật khẩu ngay lập tức. Thì anh em nào mà có ưng con này thì gọi cho mình nha. Màn hình cực to. J4 core màn hình là 6 inch, pin 3300, chip Snapdragon 425. Nhưng mà con này RAM yếu anh em, RAM 1 thôi nha, RAM 1 bộ nhớ 16 GB nha. RAM 1 mình báo trước anh em luôn, giá là mình để anh em 1630. Bao ship 1630, máy riêng keng. Không vứt trời, như bóc hộp luôn. Đó, nó keng luôn, tự mình nó có đồ bóng anh thèm thao. Tự mình mới bóc cái keo ra. Mà xui cái reset quên hỏi mật khẩu nó nên là nó bị mật khẩu Google anh em. Đây mình lấy cấu hình cho anh em coi này. J4 core này để anh em dễ coi ha. J4 core đây anh em. Đó, pin 3300. J4 core nha. J4 core. Mình tính anh em 1630 nhưng mà thôi, giảm cho anh em một tí đi, 1530 mình bán luôn. 1530 nha anh em. Mình chỉnh giá lại một xíu nha, con này tính em 1530 thôi, không có tính cao cho nó nhanh luôn nha. Anh em nào mà cần thì gọi cho mình nha. J4 core 1530 bao ship cho anh em nha. Máy như bóc hộp nha anh em, máy mới keng luôn á chứ không có cũ gì hết nha. Tiếp reset mật khẩu là xong luôn. Rồi tiếp theo là con một cặp A6 này nè. Một cặp này, con gold con đen nha, thấy không, dính bụi cho anh em, dính bụi nha chứ nó mới keng luôn nha. Con này đánh giá phải 99%. Hai con một cặp nguyên. Đó, rất đẹp. Chức năng thì full nha. Hai con này thì bảo đảm anh em luôn. Con đen con vàng.
giá mình thanh lý luôn, giá nhanh gọn nhẹ luôn. A6 tính anh em 2350 nha, 2350 nha. Còn một con nào cũng một giá đó nha anh em, không bớt người nha. 2350, con này RAM 3 bộ nhớ 32. A6. A6. 2350 là bớt mình bao ship cho anh em tới nhà luôn á. Thì mình coi con cấu hình cho anh em coi này. Cho nó nhanh này. Nó đây nè. Samsung A6 nha, anh em chỉ lên mạng gõ là biết, mình tính em 2350 thôi. RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 3000, màn hình 56. Đó, nó là dòng này anh em. Ok nha. Mình xin phép qua con khác nha. Rồi, tiếp theo là một con Samsung J4 J4 Plus anh em. J4 cộng nha. Cắn một xíu này đây. Cắn một xíu này đây. Máy riêng nguyên. Máy nguyên riêng luôn. J4 Plus. Còn ok, màn hình riêng theo máy. Đó. Wi-Fi các kiểu rất mạnh. Wi-Fi chụp hình máy ảnh đây. Đó, full chức năng nha anh em. J4 cộng mình sẽ để cho anh em với giá là con này là tính nhanh luôn, 1830 luôn anh em. 1.830.000. Bao ship. 1830 bao ship. Máy lưng cắn một xíu, còn vỏ thì ngoại hình thì mình đánh giá tầm 96 97 anh em. Màn kính đẹp, lưng hơi trời, 96 thôi. Rồi, tiếp theo là một con Samsung J6 cộng. J600 anh em. J6 nha. J600 máy riêng, RAM 3 bộ nhớ 32. Con này thì không phải chê được rồi. Con này quá ok rồi. Chụp hình cũng rất là nét. Con này full chức năng thì anh em yên tâm. Full chức năng. Wi-Fi quay phiếc là rất là mạnh nha. Màn kính con này mới bóc cường lực anh em, mấy keng. 100% luôn chứ đừng nói 99 nữa. Kính không cài mà 99 gì. Kính này là 99,9% không. Còn vỏ thì đây. Đó anh em. Xước sát rất là nhẹ nha. Con máy đẹp là 98%. Đánh giá nhanh gọn. Khó tính là 97, còn không 98. J6. J6 Plus nha anh em, con này. Thì con này J6 Plus RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 3300 để anh em giá 2530. 2530 mới để được con này anh em, không dám được nha. Theo là một con J7 Pro này. J7 Pro máy riêng nha anh em, máy nguyên riêng. Vỏ hơi nhâm nhẹ, vỏ nhâm nhẹ. Màu gold. RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình màn kính thì đẹp keng. 98, hơn 98 luôn. Trời lông mèo rất nhẹ. Con này máy riêng luôn, để anh em giá 2350. 2350. Rồi. Tất cả cái dòng này thì mình bao ship hết toàn bộ nha. Lô này bao ship hết anh em toàn bộ. Rồi, thân ái chào anh em nha. Hẹn anh em ở những clip clip tiếp theo nha anh em.